Xin chào các bạn, mình xin hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký khóa học uh, kỹ thuật tài điện cơ bản và áp dụng của Đăng Khoa nhé. Đầu tiên thì các bạn vào cái uh, link mà mình đã đưa cho các bạn uh, khóa học của mình đây. Thì có hai bước. Đầu tiên là các bạn phải đăng ký làm cái thành viên để mình có cái uh, email nè, vừa có password sau này bạn uh, có thể đăng nhập vào. Thì các bạn thấy cái góc đăng ký ở đây ha, ừ, ngay đây. Các bạn bấm vào ở đây có thể các bạn nhập họ tên của mình email và số điện thoại à, các trường này bắt buộc bây giờ họ tên mình nhập đơn giản thôi ha à, khoa test email là mình bắt cái email của mình các bạn sau này trao đổi với bài học của mình cũng qua cái email này luôn số điện thoại của mình nó là ví dụ đó, ví dụ số này mật khẩu ở đây cũng đơn giản ha thì cái này các bạn nhập cái mật khẩu của các bạn mong muốn vào thì sau khi các bạn đã nhập đầy đủ thế rồi các bạn kiểm tra kỹ lại số điện thoại email ha, và tên của bạn hai cái email và số điện thoại quan trọng nhất ha tạo tài khoản đó. thì sau khi bạn tạo được tài khoản rồi thì ngay chỗ này nó có khóa học của tôi nè à, Thì bây giờ sau khi tạo tài khoản rồi thì bạn muốn đăng ký cái khóa học để đóng tiền học thì bạn bấm vô đăng ký ngay nó sẽ chạy xuống dưới này đã khóa học của chúng ta đang khuyến mãi với giá chỉ còn là 540.000 đồng thôi các bạn bấm đăng ký khóa học à, khi mà đăng ký khóa học á thì nó sẽ gửi cái nó là các bạn đã đăng nhập với cái email của bạn đây rồi gọi bạn đây bạn chọn cái phương thức thanh toán và đây mình chỉ để một cái là chuyển khoản ngân hàng mà thôi à, chuyển khoản ngân hàng thì trong cái chuyển khoản ngân hàng ở đây mình đưa các bạn một cái tài khoản ngân hàng của bản thân mình là nguyễn đăng khoa ha. số tài khoản này ngân hàng việt công Băng, chi nhánh hùng vương thì nội dung các bạn chuyển khoản thì các bạn ghi là học online và cái số điện thoại của bạn là được rồi các bạn nhớ nha ví dụ học online à, số điện thoại này thì cái số điện thoại này là các bạn nhập vào số điện thoại của bạn thì khi mà bạn chuyển khoản nó báo tin nhắn qua cho mình thì mình nhận được với cái cú pháp như thế này mình sẽ biết là có người đăng ký học với cái số điện thoại này bạn nhớ kiểm tra chính xác bởi vì khi bạn chuyển khoản mà cái số điện thoại này sai thì mình sẽ gửi cái mã kích hoạt cho bạn nó sẽ không đến bạn được do đó các bạn nên chú ý nhé kiểm tra thật kỹ à, cái nội dung chuyển khoản là cái số điện thoại của mình cho thật đúng thì sau khi các bạn chuyển khoản thanh toán bạn chỉ bấm thanh toán thôi nha đó thì nó sẽ nói là bạn đăng ký thành công tuy nhiên ở đây bạn vui lòng đóng học phí sớm cho chúng tôi để được kích hoạt khóa học tức là ở đây bạn chưa kích hoạt khóa học thì bạn vẫn chưa học được tức là bạn cần phải là được sự xác nhận từ mình bằng cách là bạn chuyển khoản với cái thông tin đó đó các bạn chuyển khoản tiền cho mình mình nhận xong mình gửi cho bạn cái mã kích hoạt à, bạn nhận được cái tin nhắn mã kích hoạt đây cái mã kích hoạt là một cái chuỗi số tự nhiên như thế này và bạn chỉ cần kích hoạt nó một lần mà thôi nhà bạn kích hoạt nó một lần thôi sau đó bạn chỉ cần đăng nhập vào là bạn học tiếp những lần sau không cần kích hoạt nữa bây giờ mình uh, có bị cái mã kích hoạt này đó sau khi bạn bạn chuyển tiền mình nhận xong rồi mình sẽ gửi cái mã kích hoạt này uh, vô cái số điện thoại của bạn à, sau khi bạn nhận được cái mã kích hoạt này rồi thì bạn mới vào đây bạn bấm vào kích hoạt khóa học đấy kích hoạt khóa học và bạn nhập cái mã kích hoạt đó và nên nhớ là bạn chỉ nhập một lần đầu tiên mà thôi sau khi nhập vào rồi bạn bấm áp dụng đó nó báo là à bạn đã kích hoạt khóa học thành công và bạn có thể là đến khóa học và bắt đầu học được rồi các khóa học của tôi ha thì ở đây bạn đã đăng ký một cái khóa học này rồi bạn bấm, bấm vào Đài và nơi đây bắt đầu từ cái bài đầu tiên các bạn có thể là bấm qua các bài để xem trước được cả chứ không nhất thiết chúng ta phải học theo thứ tự là từ trên xuống dưới tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng tất cả các kỹ thuật này có thể học xen kẽ với nhau ví dụ như các bạn học kỹ thuật internet picking ở ba bốn bài đầu sau đó các bạn qua kỹ thuật slide các bạn học một hai bài đầu sau đó kỹ thuật rung dây các bạn học 1, bài một đó các bạn có thể là qua các bài khác tuy nhiên cái phần mà những cái kỹ thuật khó ví dụ như là tapping này hoặc là hybrid picking này đánh cách dây hoặc là sweep picking thì những bài tập này các bạn nên tập sau nhé Bởi vì bản thân nó khó hoặc là các câu lick áp dụng ở đây nữa Đó, rất là nhiều Hả? hy vọng là sẽ luôn được nhận được sự ủng hộ của các bạn và đây là ba cái kênh mình sẽ hỗ trợ cho, cho các bạn khi các bạn học một là chat qua facebook messenger thì mình uh, khuyến khích các bạn nên chat qua cái phần này. Một là các bạn hỏi, hai là các bạn có thể chụp hình hoặc là gửi một cái đoạn clip ngắn nếu các bạn đang tập mà các bạn không biết đúng hay sai, các bạn gửi qua đây mình xem được. Còn nếu các bạn điện thoại cho mình thì rất là khó để mình hướng dẫn bởi vì mình không thấy được các bạn như thế nào. Ví dụ hỏi là ừ em đánh như thế này đúng hay sai, mình nghe thôi mình mình không biết là bạn đang sai gì. Do đó, nếu được hãy gửi qua cái Facebook Messenger này hoặc các bạn gửi qua mail của mình hình ảnh hoặc là cái câu thắc mắc của các bạn thì trong cái phạm vi khóa học này mình sẽ cố gắng trả lời cho các bạn à, trong vòng 12 12 giờ đôi lúc là nhiều bạn học đâu 10 giờ đêm vừa hỏi xong thì khoảng cỡ 90 giờ sáng hôm sau mình mới có thể trả lời được chứ không thể là các bạn bắt là 2 3 giờ mình có thể trả được rồi nhé à, Cảm ơn các bạn đã ủng hộ à, Đồng Khoa và chúc các bạn có nhiều niềm vui bên cái đàn guitar nhé.